Ok, hello, xin chào anh em. Chúng tôi thấy anh em quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu với anh em, à không phải giới thiệu, con game đã ra từ lâu lắm rồi. Đây là con game anh em thường gọi với cái tên đó là giò mìn. Đấy, còn tên tiếng Anh của nó hình như là My Smin Day gì đấy, chúng tôi cũng chả nhớ lắm. Đấy, đại loại thế. Một con những con game mà của Microsoft, những cái thời máy XP hoặc máy dùng Win 7 ở các cái mạng LAN như kiểu trường học ấy, gần như nó đều cài sẵn ở trong máy rồi. Đấy, bây giờ chúng ta cải tiến hình ảnh nó đẹp hơn thôi. Đấy, trò chơi này thì đơn giản lắm. Chúng ta sẽ có một cái bảng, cái bảng này thì với số lượng ô tùy các bạn chọn, mình chọn là 30 nhân 16. Đấy, với 99 quả bom ở trên màn hình, và chúng ta nhiệm vụ là phải lật từng cái ô bài này, lật từng cái ô bài này, và sẽ phải tích xem ô nào sẽ là ô có bom, và tuyệt đối là sẽ không dẫm vào ô bom nhá. Ok, chơi thôi. Ô đầu tiên luôn hên xui, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không biết nó là ô như thế nào cả, vẫn có khả năng chúng ta dẫm vào quả bom ngay từ ô đầu tiên, cái đó gọi là đèn đó. Ok, nào cùng mình những cách chơi sau mình sẽ hướng dẫn mọi người ở bên trong game, những anh em nào chưa từng chơi bao giờ đó, thấy chưa, không bị dính vào quả bom nào không, tôi còn hên chán rồi. Nhìn kỹ nhá, nó đánh ô số 1 hoặc ô số 2 ở đây để làm gì? Ô số 1 đồng nghĩa việc xung quanh cái ô này gồm 4 gồm 6 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ô này này sẽ là 8 ô, trong đó có một ô sẽ có bom. Thì nó mở như này là mở hết 7 ô rồi, thì chắc chắn ô này là ô có bom đúng không ạ? Đấy. Thì ô này nó sẽ là ô có bom, thì ô bên cạnh của ô số 1 này sẽ là không có. Em hiểu không? Đấy. Đấy, thấy không? Không có bom. Và bên cạnh ô này nữa, ô này cũng có bom rồi thì những cái ô xung quanh cũng sẽ không có nữa. Đấy, nó dễ dàng mở ra thôi. Rồi, tiếp tục. Ô này ô chắc chắn có bom, bởi vì nó là ô góc. Vì nó là ô góc đấy, chỉ có một mình nó thôi là khẳng định là nó có bom 100%. Ô này cũng vậy, đây đây số 2 thì xung quanh nó sẽ có hai quả bom, đây có một quả thì đây sẽ là quả còn lại đấy. Ô này cũng chắc chắn có bởi vì theo nguyên tắc vậy thôi đấy. Như vậy chúng ta đã có ô số 2 ở đây, xung quanh ô này sẽ có hai quả bom và đây rồi thì chắc chắn ô này sẽ là không có đấy. Quanh quả này có bốn quả bom mà, chúng ta sẽ có, ta xác định là 1 2 3 quả rồi, thì còn lại 1 2 3 4 ô này nữa, chúng ta sẽ phải xác định xem một trong bốn ô này ô nào sẽ là ô có bom. Đó, chúng ta đánh tìm những cái ô nào dễ cho nó nghịch trước và những cái kia cho nó vứt đi sau. Như này chẳng hạn, có bom, không có bom, có bom và không có bom. Đấy, thấy chưa? Nó cũng đơn giản mà, nhưng mà thực chất để chơi ở trò này phải nói là mất rất nhiều thời gian mà rất là đau đầu luôn, đặc biệt những đến những cái đoạn mà bị bí rồi. Tôi nói thật, chơi cực kỳ cuốn. Không bom, không bom và không bom, tiếp tục không bom, không bom, thấy chưa, có bom này, không bom này, không bom này, không bom này, đấy kệ cơ, trời tôi chơi nhanh lắm. Nào có bom mà góc chết mà đúng không nào, thì quanh đây sẽ không có này, đấy tiếp tục này, không có này, không có luôn này, đó có bom này, không có bom này, đấy đến này là bắt đầu bí bí rồi, nhưng mà ô này chắc chắn có bom. Đấy, anh em chơi theo hình góc xung quanh tròn tròn nó đây này. Ngoài có bom này, bởi vì đây là số 2 mà. Số 2 thì ô này cũng dính luôn hai hai quả rồi. Thì chắc chắn sẽ không có. Đấy, em thấy không? Không có luôn, không có luôn. Ô số 4 đúng không? 1 2 3 4 rồi, thì ba ô này chắc chắn là trống. Đó. 1 2 này, mà ô này là số 3. Đây chắc chắn là quả bom cuối cùng. Ô này thì cũng có hai quả rồi. Đây không có. Đấy, thấy không? Đây cũng có hai quả rồi, đây cũng sẽ không có. Quả này bị vướng này không? Quả này chắc chắn là quả này. Đấy, quả số 2 ở đây chắc chắn đây là quả bom. Hai này có rồi, hai này sẽ không có. Đấy. Ô số 1 không có. Số 1 tiếp, không có tiếp. Đấy, thấy không? Dễ chơi mà, nhưng mà cũng dễ chết. Đây có một quả bom, chắc chắn đây là quả bom quả còn còn sót. Đây là ô số 3, ba quả bom xác định rồi. Đây sẽ là ô trống. Đấy, thấy chưa? Dễ chơi mà đúng không nào? Đây có hai quả, đây có một quả, đoạn này chúng ta sẽ bỏ đi bởi đoạn này sẽ hơi khó rồi, và chúng ta sẽ không xác định 100% là ô nào sẽ là ô có bom. Đấy, hơi khó. Chúng ta sẽ phải sang một góc khác đúng không, chúng ta dễ bắt hơn, ví dụ bạn góc này chẳng hạn. Đấy, góc này dễ bắt hơn hẳn, thấy không? Số 2 đúng không, đây có bom này, bắt dễ hơn hẳn. Đấy, rất thích mở những ô số 1 luôn bởi vì nó dễ. Đấy, 1 2 này, 1 2 3 này. 1 2 rồi, ô này không có này. Ô số 4 đúng không? Hai ô này chắc chắn có, đúng không? 1 2 3 và 4, chuẩn chưa? Ô số 3 này, 1 2 3, ô này chắc trống này. Đấy. Ô số 3 này, 1 2 còn lại, đúng không?
Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Rồi, chúng ta lại kẹt ở đây đây. Đây có một quả. Góc này hơi khó. À đây đây, đây có một quả. Đấy. 1 2 1 2. Đây là quả cuối cùng này. Đấy, quả trống này. Trống tiếp này, trống tiếp này. 1 2 3 4. Quả này chắc chắn, 1 2 chắc chắn luôn. Một quả ở đây. 1 2 quả trống. Như vậy là chỉ còn 1 2 3 một trong hai ô này. Quả số 2 đây có. Đúng, đúng không? Chuẩn xác. Rồi, lại bí rồi. Chúng ta lại bị kẹt ở đoạn này. Đoạn này thì chúng ta sẽ phải đá ra bên này, chúng ta tìm tiếp bên 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 này xem chỗ nào nó chúng ta không có thể nghĩ ra được, chỗ ấy không có bom thì chúng ta sẽ tích vào. 1 2 3 này. Đây còn trống tận hai ô nữa. Một trong hai quả sẽ nằm ở đây. Khó. Ôi giời, ô nào cũng còn dư hẳn một ô luôn. Khó đoán. Ô này cũng thế này. Đấy, 1 2 nó lại chống hai ô này nữa. Ô số 4 nằm đây cũng khó này. Nếu nằm ở đây đi, thỏa mãn hết điều kiện. Đấy, 4 ô. Nhưng mà nếu nó nằm ở đây nó vẫn thỏa mãn. Đúng không? Nó vẫn thỏa mãn điều kiện mà. 1 2 3 này, 1 2 3 4 này, ô còn lại nằm ở đây. 1 2 hợp lý. Vẫn thỏa mãn. Ô này ô trống hoặc là ô này ô số 3 thỏa mãn điều kiện, không có gì là khó hiểu cả. Đấy là những đoạn này rất là bí luôn, không biết sẽ tích ô như thế nào. Thường thường sẽ phải chơi tù mù, sẽ chơi tù mù hên xui ấy, kiểu mở được ấy. Và thường thường những đoạn bí này người ta sẽ chọn một trong bốn góc màn hình. Thường thường tỷ lệ mình đã từng gặp cái tỷ lệ bốn góc này ấy, sẽ có ba góc là không có bom, tỷ lệ cực kỳ cao luôn đấy. Nên khi mà các bạn bí, các bạn sẽ phải chọn bấm tù mù bốn góc đấy. Nhưng mà bấm bốn góc đấy mà nó mở ra cái ô có một ô thì đúng là đen, nếu như đấy là không dẫn phải bom, khó lắm. Thằng này tôi chưa nghĩ ra, nó là hơi bí, mình không nghĩ được định hình là nó sẽ rơi vào những ô như thế nào, hơi khó lắm. Nào, một trong hai ô này sẽ là ô có bom này, một trong chúng ta sẽ phải có những lúc chúng ta phải suy luận ngược ông ạ, đúng không? Ô này ô số 3. Đấy, hai ô có bom rồi thì một trong hai ô này sẽ phải là ô có bom. Dù là ô này hay là ô này có bom đi nữa thì điều kiện đủ của số 2 này cũng đã xong rồi. Đúng không? Nó cũng đã xong rồi. Thì ba ô dưới này sẽ có một ô sẽ là không có bom, đúng không? Một ô đây, một trong hai ô này, đúng không? Chúng ta sẽ mở hai ô này trước. Mở hai ô này trước ra. Đấy. Rồi chúng ta sẽ phải đóng cái ô lại cho đỡ nhầm. Chúng ta sẽ phải tính tiếp. Với trường hợp là ô này có bom, mọi người giải quyết đêm êm thấm luôn thì đám quanh này gần như là không còn chứa bom nào cả. Nhưng mà nếu ta đã mở được ô này rồi, ta xác định thấy là số 2 này thì hai ô này có bom rồi chắc chắn, thì ba ô bên dưới nó cũng sẽ không có bom đó. Các bạn thấy không, mở lần lượt chúng ta đã mở ra hết rồi. Tiếp tục nhá, ô số 3 ở đây, hai ô này có bom rồi, ô này chắc chắn có bom. Ô số 2 ở đây, hai ô này có bom rồi, ô này sẽ trống. Đấy, ô số 2 này chưa xác định được. Ô số 1. 1 sẽ làm ở đây. Đúng không? Chắc chắn ô này sẽ có bom với ô số 2 này nữa, liên kết cả số ô 2 này nữa. Ô này trống. Ô này số 1 trống tiếp. Trống tiếp, trống, trống. Đấy. Ô số 2 này ở đây hai này có bom, trống, trống. Thấy không? Đấy, 100% là trống. Rồi, tiếp tục nào. Tiếp tục dùng cái não tiếp nào. Số 1 ở đây. Chống, 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 chống. Chống tiếp, chống tiếp. Thấy chưa? Một loạt luôn. Ô này chắc chắn là có bom. Số 2 lẻ. Số 2 đây đã có đóng khung rồi, ô này chống. Số 1 này có bom. Số 1 này không có bom. Quanh đây có 4 quả bom. Đây là quả thứ 3. Còn 3 ô này sẽ có một quả nữa. Tích thêm một ô vào đây nữa. Vì đây chỗ 1, số 1 này lẻ này. Đấy. Thì đây có 2 quả bom rồi. Thỏa mãn điều kiện. Hai ô này trống. Hai ô này trống. Ô 1 đây có bom rồi. Trống tiếp. Trống bao dưới. Một quả bom sẽ đặt ở đây. Đúng không? Ô này sẽ trống. Trống bao này tiếp. Một quả bom sẽ đặt ở đây. Và sẽ đặt ở đây nữa. Bởi vì ô số 2 đây mà. Đấy, thấy, anh em thấy không? Đấy. Ô số 2 ở trên. Có hai quả bom rồi. Ô này sẽ trống. Chắc chắn.
Bây giờ sẽ là vấn đề của 4 quả. Số 3 trước đi. Hai ô đây rồi. 100% có. Số 2 đây rồi, hai ô đây rồi, 100% trống. Đấy. 1 2 3. Vậy là chỉ còn hai quả bom nữa của nó. Chắc chắn hai quả bom nó sẽ nằm ở đây cả. 1 2 3 và 4. Số 4 này đã thỏa mãn điều kiện. Số 4 này đã thỏa mãn điều kiện. Hôm nay trống tiếp. 1 2 3, ô ai tiếp tục thỏa mãn điều kiện tiếp. Trống tiếp. Thấy không? Rồi tiếp tục nhá. Nào. Ô số 3 ở đây. Ô số 3 ở đây đi. Đấy, ô này trống này. Đúng chưa? Ô số 3 ở đây, ba ô này mở rồi, trống hai ô này. Đấy. Ô số 2 bị kẹt ở đây. Ô này chắc chắn là bom. Thấy chưa? Ô số 2 này cũng vậy. Không có bom. Thấy chưa? Mình cứ đi dần dần nó sẽ mở được hết tất cả cái bài của nó thôi. Ô số 3 ở đây có một quả bom, hai quả bom, quả này là quả thứ ba. Ô số 2 đây đã mở được hai quả bom rồi, mở tiếp. Ô số 3 này này. Đấy, quả bom ấy nằm đây. Ô số 3 này, ba quả bom rồi, ba này trống cả. Một có một quả bom rồi thì những ô xung quanh nó đều trống hết. Ô này cũng vậy, trống hết. Đấy. Số 4. Chúng ta có thấy ở đây số 4 này có hai ô rồi, thì hai ô còn lại chắc chắn là bom rồi, đúng không nào? Số 3 ở đây, ô này trống. Đúng không? Số 3 này ở đây. 1 2 3 ô này trống tiếp. 1 2 3 ô này là bom. Rồi. Số 2 ở đây đã có hai quả bom rồi, ô này trống. Số 1 này sẽ trống tiếp đoạn này. Đây sẽ có một quả bom đây này. Đấy, ô số 1 đây mà. Thì ô này sẽ trống này. Trống này, trống này, trống hai ô trên luôn này. Đấy, thế em thấy thấy không? Số 2 ở đây. Đấy, tích vào đây. Ô số 2 này đã có hai quả rồi, mở tiếp. Số 2 này tích bom vào đây. Ô số 2 này đã có hai quả bom rồi, mở trống bao trên. Đấy, thấy không? Hợp lý dần rồi đấy. Nào, tiếp tục. Số 1 này đã có bom rồi. Ô này sẽ là ô trống này. Trống tiếp này. Con này thì hơi khó. Con này bắt đầu lại vướng rồi. Số 2 ở đây. À, số 2 ở đây. Ô này là bom 100%. Đúng không? Thì ô này sẽ là trống. Ô này có 3 quả bom rồi. Ô số 3 có 3 quả bom rồi. Trống tiếp. Đấy, ô này sẽ chắc chắn 100% là bom này. Đấy, thấy không? Rất dễ phải không nào? Ô số 1 đây rồi. Thì ô này sẽ là trống. Đấy. Hai quả bom thỏa mãn điều kiện. Ba ô này trống. Đấy. Ô số 2 này thì chưa. Đây ô số 2 này, ô số 2 này. Đấy, bom này, ô số 2 này thì đây là trống. Ba quả, ba quả. Chắc chắn đây là quả bom còn lại. Đúng không ạ? Chắc chắn đây sẽ là quả bom còn lại. Thì ô này à, còn này thì chúng ta lại vướng rồi. Chúng ta lại vướng rồi. Con này còn nhiều quá, còn tận bao trên chưa xác định được. Này cũng còn bao này cũng còn tận bao hơi khó rồi, chúng ta đã mở xong đoạn trên rồi, chúng ta lại soi đoạn dưới bởi còn nhiều chỗ ta chưa mở mà. Đấy, đây chẳng hạn số 2 này, hai quả bom rồi, ô này trống. Đây bom này và 1 2 3 rồi, đây cũng một một quả bom sẽ nằm đâu đâu đây. 1 2 3, vậy là hai quả này sẽ có một quả là bom, một quả sẽ là bom. Đây quả này bắt đầu cứng này, bắt đầu vướng này. Một trong hai quả này sẽ là một quả bom. Thì ô số 3 chưa xác định được. Chưa xác định được. Ô số 2 này cũng vậy, ô đoạn này cũng khó này, này có thể là bom sẽ nằm ở đây hoặc sẽ nằm ở đây. Đấy, một trong hai ô này. Ví dụ bom nằm ở đây đi. Chúng ta sẽ thỏa mãn được điều kiện không? Chưa thỏa mãn được cái gì cả. À đây đây, ba ô này có bom cả rồi. Ô này trống này. Hai ô này có bom rồi, hai ô này có bom, bốn này, bốn còn tận hai ô nữa cả, khó nhỉ, lại khó nhằn rồi. À đây đây đây, chúng ta có một, cũng chưa chắc, bảo bom ở đây là cũng chưa chắc này, bảo bom nằm đây là chưa chắc, bởi vì vẫn còn ô này nữa cơ mà. Dù quả bom có nằm ở đây hay nằm ở đây, chỉ có thể là hai ô này. Thì số 1 chắc chắn là sẽ thỏa mãn bom rồi, đây, bao này sẽ trống. Đấy, thấy không? Đấy, chúng ta mở ra để chúng ta tìm dữ kiện của cái trận của cái giải này, à của cái bài này. Mở được hai ô, một trong hai ô sẽ là bom. Một trong hai ô sẽ là bom. Chỉ được một trong hai ô thôi.
chỉ ở một trong hai ô thôi, nhưng những ô này vẫn chưa xác định được rõ. Căng, lại căng rồi. 1, 2, 3. Nếu như đây là bom nhé, ví dụ tôi bảo đây là bom, thì 1, 2, 3, thì ô này chắc chắn sẽ không phải là bom. Bởi vì sao? Thì ô này sẽ vẫn có thể là bom. Vậy vẫn vướng, vậy vẫn 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 sai. Vẫn sai, vẫn chưa thể khẳng định được. Mấy đấy, ô số 4 này đi. Đây, ở đây, sau này cũng tự mình cũng nói rồi, chúng chưa xác định được. Tóc trên này chúng ta cũng chưa xác định nhiều lắm. Vẫn còn rất là nhiều ô nữa, còn 45 quả bom chưa thể tìm được. Chưa thể tìm được vị trí của 45 quả bom nữa. Chúng ta phải mở liều rồi. Mà đúng bốn góc mình chưa mở, nhưng mà thật ra cái bản đồ này làm cho mình thấy là lượng bom 45 quả nó rất là nhiều, khả năng cao bốn góc vẫn có bom, tỷ lệ 1 trên 4 vẫn dễ, vẫn có thể bấm phải quả bom đấy, vẫn chết được. Nên không thể chơi liều là mở ở đây rồi mệt lắm. Muốn phá đảo cho này ngay trong một lần thôi mà tôi sợ là khó chơi đấy. Chúng ta sẽ phân tích ở ô trên này đi. 4 quả bom, à còn 2 quả bom nữa trong 3 ô này. Tất nhiên nó sẽ không phải là 2 quả này được. Bởi vì sao? Bởi vì ô số 1 đây thì nó sẽ không thể nào là 2 quả liên, bởi vì quanh ô số 1 chỉ có một ô có bom thôi. Nó sẽ không thể là 2 quả bom này được. Nó sẽ là một quả như thế này. Đấy. Chỉ có thể là một quả như thế này. Hoặc là một quả như thế này. Đấy, chỉ có hai trường hợp nó xảy ra thôi. Chứ không thể nào mà hai quả cạnh cạnh kề nhau như thế có bom được. Ông này có thể là sẽ không có bom. Đấy, đó là cái điều kiện tôi nghĩ đến. Vậy chỉ có hai trường hợp lẻ hoặc là dưới cả. Một là lẻ như này, hai là dưới cả. Thì dù là lẻ như này hay là dưới cả thì chắc chắn ô này ô có bom. Chắc chắn 100% có bom. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là ô số 3 đã đủ điều kiện rồi. Đúng không? Đủ điều kiện hai quả, ô này sẽ trống. Ô số 2 này cũng thế, trống. Trống hết. Ô số 3 sẽ có hai quả bom ở đây, chắc chắn 100%. Vậy ô số 3 này cũng sẽ đủ, ô số 3 tại đây cũng sẽ đủ điều kiện là có ba quả bom rồi. Như vậy là ba slot này quanh nó sẽ trống bom hết. Như vậy có bom lại sẽ nằm ở đây. Hợp lý chưa? Ô này ô số 5, 1 2 3 4 và 5 đủ luôn. Ô số 4, 1 à không, số 4 này chưa xác định được. Mở những ô dễ trước đi. Đây bom này, 1 2 3 đủ cả này. Đấy, 5 1 2 3. À, con này thì chúng ta chưa thể biết được. Chưa thể biết được. Rồi, chúng ta sẽ xét thêm ô còn lại. Ô còn lại thì khả năng cao nó sẽ nằm ở đâu. Khó chưa? Nói chung là càng lúc mà nó mở bí ra ấy, thì chúng ta càng nhiều cái phải nghĩ. Shot bom sẽ nằm ở đâu? 1 2 3 4. Một trong hai ô này sẽ có một ô có bom. Dù là ô này hay là ô này, chắc ô số 2 này đã đủ điều kiện. Ba ô canh nó sẽ không có bom nữa. Đấy. Đôi khi chúng ta phải suy luận ngược một chút để xác định bom ở đâu. Nhưng mà thật ra mở như vậy thành ra vẫn khó. Thành ra bây giờ cũng không nghĩ được cơ. Một trong hai quả này sẽ là một quả có bom. Đã tích dấu chấm hỏi đi. Ô này cũng sẽ đủ điều kiện rồi. Nếu như mà ô dưới đi, ô dưới này là ở ô trên là bom, ô còn lại sẽ là ô này. Vẫn hợp lý, vẫn hợp lý. Một trong hai ô này sẽ có một ô có bom. Chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ xác định ô này trước đi. Một ô có bom rồi. Một trong hai ô này sẽ có một ô có bom. Và một trong hai ô này có bom thì ơi vậy thì cũng chưa biết. Vậy thì cũng chưa biết được. Một trong hai ô có bom thôi chứ không phải cả hai. Bom ở đây, bom này sẽ trống. Bom ở đây. Đây, tôi nghĩ ra rồi. Nếu như bom ở đây nhá thì 100% ô này là ô không bom, bởi vì số 2 ở đây rồi, đúng không? Còn nếu như mà bom nằm ở đây thì 100% ô này cũng sẽ không thể được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà bom, cái quả bom nằm ở đây chẳng hạn. Địch mạnh tôi tí bấm vào. Quả bom nằm ở đây thì ô này xong này, ô này sẽ là ô trống, đúng không? Ô này trống thì 100% ô này sẽ là ô có bom. 100% ô này sẽ là ô có bom. Thì số 2 này, thì mạnh không có, tôi định nghĩ cái gì tôi quên sứ. Các mẹ bạn này dối quá. Đôi khi giải thích cho anh không, tôi tự nghĩ ra xong rồi lúc sau giải thích tôi lại dối mẹ luôn.
Số 2, bom sẽ nằm ở đây thì ô này là ô trống. Nhưng mà nếu bom nằm ở đây thì ô này thì sao? Chưa 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 kết luận được. Chưa thể kết luận sớm như thế. Đoạn này ba ô này sẽ có một ô có bom mà tôi không xác định được là ô nào. Ví dụ nhá, tôi đặt ra trường hợp ô này có bom đi. Thì một số ô bom còn lại sẽ là ô này. Đúng không? Ô này sẽ là ô trống. Ô này ô trống. Đó, đây tôi phải tích cái chấm hỏi này một tí nhập. Ô này sẽ là ô trống. Ô này cũng sẽ trống. Hợp lý. Rồi, ta sẽ soi cho trường hợp khác. Ô này có bom. Ô này có bom đi. Ô này sẽ là ô trống. Ô này cũng sẽ trống. Ô này sẽ là ô có bom. Ô này trống, ô này trống. Hai ô này trống à? Cũng hợp lý, đi mạnh vẫn đúng. Thế mực chứ. Hai ô này có bom, con mẹ. Khó nhở, tự dưng vướng vào màn khó thế. Bom bom, tôi nghĩ là phải tù mù phát, ăn hên, kiểu hên thì ăn được, không thì nổ. Một hai ba, đéo mẹ khó thế à, đi con mẹ. Cô nào cũng có bom vậy, cô này. Do không sao. Quả đấy tôi suy luận nhầm. Bom này. Không, nhiều lúc không phải là không không biết chơi mà nhiều lúc là kiểu đoán nhầm, nhìn không ra cái đoạn đấy. Đấy là sai, nổ. Chết người. Đấy. Bom đây này. Đấy, trống ngoan. Trống ngoan, trống ngoan. Hai chắc chắn đây có quả. Đây không có này. Đây không có, đây cũng không có. Sẽ là đây có. Đây có. Thì mình nó mở từng tí một này chơi. Đây, hai quả này. Đấy, quanh đây không có này. Đấy. Một quả đây, đây có này. Này không có này. Không có tiếp này. Có này. Một hai đủ này. Không có này. Không có này. Đấy, thấy chưa? Bắt đầu nó vào luồng rồi đấy. Một hai ba bốn. Biết vì sao? Đây có ba quả. Ô số 3 này có. Ô số 3 này lỗi, ô số 3 này lỗi này. Ô số 3 này đủ rồi. Ô 3 đủ rồi, ô này trống. Đấy, mà tí chết. Ý chết, chết là dễ tính sai lắm ấy. Đấy, ô này hai ô đủ ô này. Đấy, trời ơi, một hai ba này. Tiếp tục à, một hai ba này. Một hai này, ô trống này. Một hai này. Chưa, đoạn đấy thì chưa xác định được. Xác định những cái ô nào dễ trước. Ô chúng ta chắc chắn là nó không có. Bởi vì sao? Đấy, chắc chắn có. Không có. Đấy, chắc chắn có. Không có. Không có. Đó. Chắc chắn có này. Chắc chắn là định có ô này. Một, hai. Ô này hai ô đủ rồi, ô này trống này. Đấy. Hợp lý chưa? Một hai ô này trống này, trống này, có này, trống này, có này, trống đấy. Rồi rồi, bắt đầu tôi bắt đầu thuận thuận tay đấy. Có này, có tiếp này, có tiếp này. Hai ô đủ này, ba ô đủ này, hai ô đủ này. Một hai ô này chưa chưa đủ, chưa đủ. À, bo mày. Bom tiếp này. Không, hai ô đây rồi, trống. Ngoài thì chưa biết được, ngoài thì hơi băn khoăn một tí, chưa rõ.
hai ô này thôi, một trong hai ô này sẽ có một ô có bo, vì số 2 đây mà, một trong hai ô sẽ có một ô có bo, chỉ có một ô thôi. Và chúng ta sẽ có còn 1 2 3 4 3 ô này có bo, chắc chắn 3 ô đây có bo, 1 2 3 ô này sẽ không có đấy. Bắt đầu thấy nó vào luồng rồi đấy. Đấy, ui 6 quả bom quanh này. Ui 6 quả bom dễ, 1 2 3 4 5 6 quả luôn này. 3 4 5 6 quả này. 1 2 3 quả này trống à. 6 quả bom quanh đây, 1 2 3 4 quả này là chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Ui, cái đoạn này lại vướng này. 2 1, ui dồi, đoạn 1 này nhiều thế này mình không mở đi. Đây có này, không biết mà mở. Chưa, tí nữa thì bấm vào nha. Tí thì tôi bấm trúng. Đấy, 1, 2, 3 2 ở đây chứ gì nữa. Quả nữa ở đây chứ gì nữa. Ui, góc này góc chết mẹ rồi. 2 này. 2 này. 1, 2, 3 này. Ô số 3 ở đây. 1, 2, ô này có này. 1, 2, 3, 4 này, trống này. 1, 2, 3, trống tiếp này. Trống đây, chắc đây có bo. Đúng không? Số 1 mà. Đấy, đây có rồi thì số 2 này. Ô này trống này. Trống này. Có này. Trống này. Hợp lý. Hợp lý luôn. Úi trời, ô này có bo mà mình không biết ạ. Nhìn cái biết ngay. Một hai, đây có. Trống. 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 Có. Có tiếp. Rồi, số 3 mà. Có tiếp. Số 2 đủ này. Số 4 thiếu này. Số 3 mới có một ô. Còn nhiều cái cần mở qua mà đoạn này nó bị khép luôn rồi không? Mình không tìm ra lối đi rồi. 1, 2, 3, 4, mẹ 4 ô có bom. À 1, 2, 3, 3 ô có bom rồi. Còn có mỗi 3 ô nữa thì trong đó có 1 ô có bom. Sợ thật sự. 1 ô đây rồi. Chỉ còn 1 trong 2 ô này thôi. 1, 2. Chắc chắn là đây rồi. Số 2 ở đây mà. Trống. Đúng không? Đúng luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Một trong bao này sẽ có 2 ô có bom. Ô số 5 này đi. 1, 2 đây rồi. 3, 4, 5. Ui. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Ôi chết rồi. Thế thì chưa chắc. Bao rồi chỉ còn thiếu 2 ô. Ô số 4 này có 3 ô có bom. 3 ô này sẽ có 2 ô có bom. Hai ô dưới này thì ô này sẽ trống, nếu như là so le 1 2 3 4 5, ô này cũng trống, nghĩa là nằm như thế nào thì ô này nó cũng sẽ trống, hoặc là ô này bo, ô này bo, ô này trống, ô gì mạnh cũng vậy thì vẫn chưa biết được, vậy thì cũng chưa biết được. Nó kẹt từ góc này, góc chết luôn ạ. Góc này khó tìm lắm. Ô này có bo. Ô này trống. Wow. Rộng quá, bản đồ còn nửa này rộng quá. Mình không nghĩ ra được. Bao bo, 2. 2 bao này, đoạn này cũng bị rối rối này. Nếu như bo nằm như này. Thỏa mãn. Thỏa mãn. Thỏa mãn, thỏa mãn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ô còn lại sẽ là ô này. Nếu như vậy thì sẽ... À không, không. Ô này không có bom, phải là ô này. Vì là 1, 2, 3, 4, 5. Ô số 4 này là 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hay là như thế nhỉ? Hay là như thế sẽ hợp lý hơn nhỉ?
1, 2, 3 hợp lý. Số 2 đủ. Số 2 sẽ nằm ở đây. Trống. Hợp lý. Vậy là ô này ô có bo đúng không? Tích con này có bo thì hai con này sẽ hai ô có một còn lại. Vậy còn mình bấm đúng vào trường hợp. Nó chia làm hai trường hợp, mình bấm đúng vào trường hợp có bo ạ. Ok, chúng ta video này thì mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Anh em hãy nhấn like, share, subscribe kênh giúp mình. Chúng ta một tựa game đơn giản với cách chơi nhưng mà rất là đau đầu về, nói chung là còn về nhân phẩm đen xui các kiểu nữa. Anh em nên chơi thử với những người chưa chơi bao giờ, còn những anh em nào đã từng chơi trò này rồi thì ngại gì mà không cho mình một like và chia sẻ cái kỷ niệm của mọi người khi chơi trò game này từ lần đầu tiên dưới phần bình luận của video. Ok, hôm nay thì mình xin phép dừng video đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Các bạn.